Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Mình là Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trải những trải bài chung hoặc cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn hãy ủng hộ cho mình bằng cách ấn like, bình luận, chia sẻ và theo dõi kênh của mình nhé. Ngoài ra các bạn có thể đặt lịch xem bài riêng với mình qua trang Facebook hoặc Instagram. Các bạn có thể tìm thấy link ở phần mô tả ngay phía dưới video này, ok? Bây giờ mình xin phép được đến với chủ đề ngày hôm nay. Mình đã làm series tổng quan 12 cung hoàng đạo năm 2020. Thì mỗi video của mỗi cung hoàng đạo sẽ gồm hai phần: sự nghiệp và chuyện tình cảm. Thì hôm nay là tập thứ 7 vì vậy mình sẽ làm về tổng quan năm 2020 của các bạn cung Bạch Dương. Đây là phần đầu tiên, sự nghiệp của cung Bạch Dương nhé. Vì đây là trải bài chung nên mong các bạn hãy đón nhận một cách cởi mở nhé. Cái trải bài này ấn tượng đầu tiên của mình, xem nào, chắc chắn là có sự thay đổi trong năm nay. Nếu mình không nghĩ đây là một cái thay đổi dễ chịu cho lắm, có thể cái sự thay đổi này nó đến và khiến bạn đau khổ một thời gian. Mình cũng không ngạc nhiên nếu mà bạn bị đuổi việc đâu, hoặc là bạn phải nghỉ việc, hoặc bạn bị chuyển đi nơi khác. Mà đây là một cái điều mà bạn không hề mong muốn, nó nằm ngoài cái ý muốn của bạn. Nhưng mình có thể hiểu cái lý do của cái nguyên nhân ở đây là vì sao. Bạn biết vì sao không? Mình biết là các bạn Bạch Dương rất là có khả năng lãnh đạo, và các bạn luôn nghĩ rằng mình là đúng, những gì mà các bạn đang làm là đúng, sáng tạo và độc lập. Ok, cả hai lá này đều nói về cái sự sáng tạo mạnh mẽ, độc lập trong công việc, trong sự nghiệp. Bạn tin rằng là cái sức mạnh, cái khả năng của bạn, có cái sự sáng tạo của bạn có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Có thể là mới đầu bạn đúng đấy, và bạn cảm thấy là làm việc một mình thì hiệu quả hơn, bạn thích làm việc theo kiểu một mình, hưởng một mình. Tuy nhiên dường như cái công việc mà bạn lựa chọn lại là cái công việc mà lại là một công việc nhóm. Ok, vậy nên cái cách mà làm việc một mình như thế này có vấn đề gì thì giải quyết một mình, và nghĩ cho rằng là mọi thứ đều tự mình có thể giải quyết được của các bạn ấy, khiến cho đồng nghiệp không vui, sếp không vui. Thực ra có không phải ai cũng nghĩ tốt về bản thân bạn, về mình đâu. Nhiều bạn thì nghĩ là mình cứ thầm, gọi là ngấm ngầm, mình cứ thầm cố gắng, lặng thầm cố gắng, thầm lặng cố gắng, thì ai đấy, mọi người, sếp này, đồng nghiệp sẽ nhìn ra cái cố gắng, cái nỗ lực của bạn. Thì mình nghĩ ở đây các bạn đang có cái nguồn năng lượng như thế, đúng không? Tuy nhiên là điều đấy không đúng. Thực tế thì khá là phũ phàng. Thì mình nghĩ là thật ra mọi người có nhận ra, nhưng không phải ai cũng nhận ra. Mà đa phần ý, mọi người sẽ nghĩ xấu cho mình nếu mà mình cứ lủ thủ một mình. Ok, vì con người là sinh vật xã hội, con người thì thích được hòa vào đám đông. Cái đấy nó là cái bản năng sinh tồn rồi. Khi mà mình ở trong một đám đông ấy, mình được một cái đám đông chấp nhận thì mình sẽ an toàn hơn. Bởi vì ngày xưa mình vẫn còn, cái đấy là cái bản năng của động vật ấy. Khi mà bạn ở trong rừng thì bạn ở trong một cái đợt bầy đàn thì bạn sống lâu hơn là bạn đi săn mồi một mình. Thì tương tự bây giờ cái bản năng sinh tồn đấy vẫn được giữ lại cho đến tận ngày hôm nay, mà con người sử dụng một cách rất là trong cái tiềm thức của mình thôi. Mình không nhận ra nhưng mà nó là tiềm thức. Với một phần là mình được cha mẹ dạy dỗ, mình được nhà trường dạy dỗ. Ngày xưa đi học thì bị bắt mặc đồng phục, sau ở nhà thì bố mẹ không cho mình làm những gì nó khác người. Mình được dạy là phải giống người, đúng không? Tuy nói chung là nói ra thì hơi mâu thuẫn, nhưng mà khi mà mình làm việc trong một tập thể, mình biết là cái sự khác người, cái sự nỗ lực một mình đấy của bạn, nó sẽ tốt ở một mặt nào đấy. Nó sẽ đem đến cho bạn sự sáng tạo mà không ai có được. Nhưng mà khi mà bạn đã chấp nhận làm việc trong một tập thể,
thì bạn cũng phải chấp nhận những người khác, ý kiến của những người khác. Bạn không thể cứ cứng đầu cứng cổ và cho rằng là chỉ bạn là đúng, người khác là sai được. Còn nếu mà bạn không thích làm việc với người khác ấy, thì bạn có thể ra ngoài và làm riêng. Bạn có thể start up, mở công ty riêng hoặc làm freelancer. Còn bạn đã chấp nhận dưới sự bao bọc của một bầy đàn, của một cái nhóm, thì bạn phải chịu sự ảnh hưởng của những cái người, của người trong đàn người trong đàn, hoặc của sếp, của đồng nghiệp lên cái quyết định của mình. Ok, mình cảm thấy là bạn có thể, bạn không chịu được, bạn bảo vệ cái danh dự, cái bạn bảo vệ cái sáng sự sáng tạo của mình, chứ bạn nhất quyết không chịu hòa hợp. Mình cảm thấy thế, một số bạn thì là thế, thế nên là mới có sự thay đổi. Ok, nhưng mà nghe lời, nhớ nghe thì lời mình khuyên đấy là nếu mà các bạn chọn cái con đường, bởi vì thế này nhá, khi mà ví dụ bạn tưởng tượng khi mà bạn là một cái thú săn mồi ở trong rừng, hay là một con vật ở trong rừng, không cần là thú săn mồi hay gì cả, nhìn này, con mèo đấy, ôi dồi ôi, mèo ơi, mèo của mình không có tên này nhá. Thế nhá, bạn tưởng tượng nếu mà bạn ở trong rừng, bạn là một con vật trong rừng, bạn muốn vào bầy đàn, bạn muốn gia nhập một đàn, đúng không? Ok, thì cái cuộc sống của bạn ở trong đàn, cái cuộc sống của bạn khi mà bạn ở một mình, thì dĩ nhiên là ở trong đàn nó an toàn hơn. Nó, cái đàn này cho bạn rất là nhiều thứ, sự dễ chịu, sự an toàn, sự dễ dàng. Cái vùng an toàn, nó cung cấp cho bạn cái vùng an toàn. Nó cung cấp cho bạn như thế thì bạn cũng một phần nào đấy phải phải thỏa hiệp với nó, với cái đàn đấy, đúng không? Bạn không thể lúc nào theo ý mình được. Còn nếu mà bạn thấy mình đủ sáng tạo, mình giỏi như vậy, mình có thể làm việc độc lập, thì bạn ok, mời bạn ra khỏi đàn. Dĩ nhiên là mình thì thật ra mình vẫn ủng hộ là nếu mà bạn nào có đủ sức và tin vào bản thân mình thì hãy cứ đi đi, hãy cứ rời bỏ khỏi những cái mainstream, những cái không, nói chung là không phải ai cũng phù hợp với cái môi trường làm việc văn phòng, làm việc bầy đàn. Thế nên là tùy bạn nhé. Nếu bạn cảm thấy mình phù hợp với làm việc một mình hơn thì hãy ra ngoài và làm việc một mình, hãy dũng cảm lên, đừng sợ gì cả. Giờ mình sẽ xin hai lá lời khuyên cho bạn về chuyện công việc. Hãy nhớ rằng cái suy nghĩ của bạn hình thành tương lai. Những cái lời bạn nói ngày hôm nay và những lựa chọn của bạn ngày hôm nay sẽ trở thành hiện thực của bạn sau này. Ok, có nghĩa là mọi sự lựa chọn của bạn ngày hôm nay sẽ dẫn đến cho bạn một cái đích khác, một cái điểm đến khác. Nature. Mình có cảm giác ở đây bạn hơi bị workaholic một chút. Thỉnh thoảng thì bạn, những gì bạn cần là ra ngoài, hít thở khí trời và nhớ rằng bạn là ai và bạn muốn ở đâu. Where you want to be. Mình vì cái lá này nên mình cảm thấy là bạn hơi có xu hướng workaholic. Thì 2020 là cái thời điểm mà bạn hài hòa lại mọi thứ, gọi là cân bằng lại mọi thứ, cân bằng lại bản thân mình và cân bằng lại các mối quan hệ với đồng nghiệp của bạn. Ok, mình nghĩ là mình sẽ dừng phần 1 ở đây. Bây giờ mình sẽ đến với phần 2 là chuyện tình cảm của các bạn Bạch Dương. Xin chào các bạn, quay trở lại với phần 2 của video ngày hôm nay là tổng quan chuyện tình cảm của cung Bạch Dương trong năm 2020. Thì như mình thấy, khi mà mình nhìn vào trải bài này, mình sẽ nói với các bạn còn độc thân trước. Mình nghĩ các bạn sẽ tìm được một cái đối tượng mới trong năm nay. Và cách thức tìm ra là các bạn có thể gặp người này trong một chuyến đi chơi, đi xa, đi du lịch. Mình cảm giác là đi nước ngoài hoặc có thể là đi công tác nhá. Và cái người này là cái người rất là khác bạn về mặt văn hóa. Người ta có thể là người nước ngoài, hoặc nếu không phải là người nước ngoài thì đến từ cái thành phố khác. Ví dụ bạn
là người Hà Nội, thì cái người này là người miền Nam. Cái văn hóa của người này khá là khác bạn. Thậm chí người này còn theo đạo khác bạn cơ. Ok. Thì mình thấy đầu tiên khởi đầu là hai người này rất hai người tuy khác nhau về mặt văn hóa nhưng rất là vui. Rất là vui nhá. Không không có tuy khác biệt về mặt văn hóa nhưng không có nhiều bất đồng khi mà hai người gặp gỡ. Ok. Đấy là với các bạn độc thân. Rất chúc mừng các bạn. Chúc mừng các bạn Bạch Dương. Còn với các bạn đang trong một mối quan hệ thì cái mối quan hệ hiện tại của bạn ấy mình cảm thấy là có thế nào nhỉ? Đây là một người tốt, một người mà xứng đáng để bạn trân trọng. Tuy nhiên dường như bạn bị ngủ quên trên chiến thắng. Dường như là bạn tán đổ cái người này rồi, hoặc là mối quan hệ của các bạn bây giờ nó yên bình quá nên là các bạn nghĩ là không cần phải đầu tư, phải chăm chút cho nó nữa. Rất là sai, thì là một cái suy nghĩ cực kỳ sai lầm nhá. Mình thật sự thấy là mới đầu thì hai bạn có vẻ ổn nhưng mà sau này mà bạn như kiểu là ngoảnh mặt, bạn dùng cái người này ngoảnh mặt đi, bạn nhiều lúc bạn cãi nhau mà bạn kiểu không thèm giải quyết luôn. Vì bạn cho rằng là mấy cái cuộc cãi nhau, nhưng bạn cho rằng là một khi đã trong mối quan hệ rồi thì những cái lặt vặt không cần phải nó sẽ tự hết ấy. Bạn nghĩ thế, có thể là bạn là một cái người không để bụng nhưng không phải ai cũng như bạn. Không phải ai cũng không để bụng những cái vấn đề nó còn tồn đọng mà nó không được giải quyết ấy. Thì nếu mà bạn yêu phải cái người nào mà để bụng hay là kiểu thù dai nhiều lâu thì nguy hiểm cho bạn đấy. Mình thì công nhận là cái người yêu hiện tại của bạn ấy, người yêu của bạn là một cái người có trái tim rất là lớn. Nghĩa là kiểu cũng tha thứ cho bạn nhiều lần rồi vì cái tính hơi vô tâm này của bạn. Nhưng mà không phải lúc nào người ta có thể tha thứ được mãi nhá. Bạn chú ý cho mình. Nhìn chung mình thấy chuyện tình cảm của các bạn trong năm 2020 là rất là tốt. Kể cả các bạn độc thân là các bạn đã có đối tượng. Các bạn đã có đối tượng thì chỉ cần chú ý cho mình là đừng có vô tâm nữa, thế thôi. Còn các bạn độc thân thì chúc mừng các bạn có thể gặp được một cái người mà có văn hóa hoàn toàn các bạn. Có thể cái này không phải tin vui cho gia đình của bạn. Gia đình của bạn thì mong muốn bạn Bạn thế nào nhỉ? Bạn ổn định rồi bạn yêu những cái người cùng văn hóa, cùng quốc tịch, cùng một thành phố. Nhưng mà mình thấy là bạn còn trẻ, chỉ bạn nên trải nghiệm, kể cả trong chuyện tình cảm. Vì những người đến từ các văn hóa khác, họ sẽ dạy mình rất là nhiều. Mình như kiểu được mở mang đầu óc ấy. Còn nếu mà quanh đi quẩn lại mình chỉ giao tiếp, mình chỉ yêu những cái người mà có văn hóa giống mình, cái hoàn cảnh gia đình giống mình ấy, thì mình giống như ếch ngồi đáy giếng ấy. Mình chả biết cái gì về thế giới bên ngoài cả. Thế nên nếu được thì bạn hãy ra ngoài và kết bạn. Kể cả khi các bạn đi du học nhé. Nói chuyện này thì không liên quan, nhưng mà kể cả khi các bạn đi du học thì mình vẫn khuyên các bạn nên chơi với người nước ngoài. Đừng có lúc nào chăm chăm chơi với người Việt. Thế thì nếu mà bạn có thể chơi được với cả hai thì tốt thôi. Nhưng mà khi mà mình ra nước ngoài mà chơi được với các bạn nước ngoài ấy, thì thật sự là cảm thấy mình được học nhiều thứ hơn, đầu óc mình mở mang hơn. Và mục đích lớn nhất của việc đi du học là các bạn tự lập, các bạn mở mang đầu óc mà, chứ có phải là các bạn kết bạn với một đống người Việt khác đâu. Đúng không nào? Thế nhá, bây giờ mình sẽ xin lời khuyên từ bài Oracle cho các bạn cũng Bạch Dương. Mình sẽ xin hai lá về chuyện tình cảm cho các bạn cùng Bạch Dương. Nói thế nào nhỉ các bạn? Cái này là lời khuyên. Được rồi, có hai lời khuyên rất rõ ràng ở đây. Đầu tiên là cho các bạn độc thân, hãy giữ vững niềm tin. Có thể trước đây bạn không tin vào chuyện tình cảm. Các bạn có cái suy nghĩ là không ai phù hợp với mình, hoặc là mình không xứng đáng được yêu thương, thì hãy giữ vững niềm tin là bạn không ở một mình đâu. Các linh hồn và vũ trụ đang ở ngay bên cạnh bạn thôi. Và nếu mà bạn hỏi
hỏi sự một cái guidance, một cái sự hướng dẫn nào đấy thì cái sự hướng dẫn đấy sẽ đến. Tương tự nếu bạn hỏi một cái tình yêu vĩnh cửu nó đến thì nó sẽ đến, nhưng mà bạn cần phải giữ niềm tin vào bản thân trước. Nếu ngay từ đầu mà các bạn cứ có cái suy nghĩ là không, mình sẽ không không bao giờ tìm được cái người phù hợp, mình sẽ không bao giờ được yêu thương, thì như thế bạn sẽ bị tự kỷ ám thị. Thì kể cả khi cái người phù hợp với bạn đến thì bạn vẫn có cái suy nghĩ là không, cái người này không phù hợp với mình. Ok, đây là lời khuyên dành cho các bạn độc thân. Còn với các bạn có trong một mối quan hệ rồi thì có một cái từ nó hiện lên trong đầu mình khi mình bốc được cái lá này, đó là quả báo. Nghĩa là bạn làm gì thì làm bạn thì bạn cẩn thận quả báo sau này. Mình đọc cái lời nhắn nhá. Hãy nhớ rằng cái suy nghĩ của bạn, suy nghĩ hình thành tương lai, lời nói của bạn tạo nên ngày hôm nay, và lựa chọn của bạn sẽ trở thành cái thực tại của bạn. Nghĩa là những gì bạn làm, bạn nói ngày hôm nay thì nó sẽ ảnh hưởng đến bạn sau này. Thế nên nhá, trong một mối quan hệ thì dù bạn vô tâm, mình đừng thì tốt nhất là đừng có vô tâm và đừng có trẻ con trong mối quan hệ. Hôm nay người ta có thể tha thứ cho bạn, nhưng mà chưa chắc ngày mai đã như thế. Cẩn thận quả báo, để rồi đến khi mà mọi chuyện nó toang hết cả ra rồi thì lại bảo ơ tại sao lại thế. Ok, mình biết là Bạch Dương trong 12 cung hoàng đạo thì thường là cái cung Bạch Dương và Nhẫn Mã là hai cái cung mà kiểu cả đời không lớn ấy, kiểu khá là trẻ con, vô tâm. Dĩ nhiên không phải ai cũng vậy và không phải lúc nào bạn cũng vậy. Khi nào bạn chín chắn trưởng thành thì bạn sẽ khác. Nhưng mà cái tính cách sơ khai của các bạn là như thế. Nên là chú ý cho mình nhá. Chú ý cẩn thận nghiệp. Cẩn thận nghiệp quật. Ok, mình nghĩ là mình sẽ dừng cái video ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn bạn đã, các bạn đã lắng nghe đến hết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Và mình mong sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn trong thời gian tiếp theo. Bye bye.